Minh Chính, kính thưa quý thủ tướng, kính thưa đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp, các đại biểu tham dự tại ngày hôm nay. Hôm nay thì Visa cũng rất là vinh dự được đại diện cho các doanh nghiệp thủ đô được tham luận trong cái buổi gặp mặt đại diện doanh nhân ngày doanh nhân Việt Nam và thể hiện cái sự quan tâm của chính phủ. Và cũng như ngày hôm qua thì cũng là ngày chuyển đổi số quốc gia, cũng là ngày của ngày hội của các cái doanh nghiệp về công nghệ thông tin, được trực tiếp Thủ tướng Chính phủ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo, cũng như là ghi nhận những cái đóng góp nỗ lực không ngừng nghỉ của các cái doanh nghiệp công nghệ đóng góp vào cái chương trình chuyển đổi số quốc gia. Nên là góc độ đại diện cho các doanh nghiệp về công nghệ thông tin, tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ cũng như lãnh đạo các bộ ban ngành đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ nói riêng có được cái điều kiện và phát triển như trong thời gian vừa qua. Thưa Thủ tướng, thưa quý vị đại biểu, thì sau gần 30 năm phát triển đến nay thì Visa của chúng tôi cũng đã cung cấp các cái giải pháp về chuyển đổi số ở cả ba cái trụ cột về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, và đang phục vụ cho 350.000 các cái đơn vị, đặc biệt là 270.000 các cái doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đang sử dụng các cái giải pháp từ phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số để nâng cao cái năng suất và cái hiệu quả làm việc, cũng như là cung cấp cho các cái giải pháp về quản lý tài chính, kế toán, tài sản, quản lý cán bộ cho 70.000 các cái đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp xã phường và 20.000 các cái trường học, cũng như là 3,5 triệu các cá nhân đã sử dụng các cái giải pháp về sổ thu chi hay là các cái chữ ký số cá nhân. Thì đó là những cái thành tích và những cái đóng góp của Visa tham gia vào trong cái công cuộc chuyển đổi số quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của các cái doanh nghiệp và các cái đất nước. Thì với cái tầm nhìn gắn liền với cái sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia, thì Visa cũng kỳ vọng các cái giải pháp đổi mới sáng tạo do Visa phát triển sẽ đồng hành cùng các tổ chức cá nhân trên toàn quốc với cái phương thức làm việc, với cái sự chuyển đổi số một cách linh hoạt để nhằm gia tăng năng suất và phát triển đột phá. Thì về góc độ để thúc đẩy công dân số, xã hội số, thì như Thủ tướng Chính phủ cũng nói, mong muốn cái điều kiện đó là phải có điện, phải có sóng, phải có mobile. Đấy, hôm qua thì Thủ tướng đã nói như vậy. Và ở góc độ các cái doanh nghiệp công nghệ thì chúng tôi cung cấp các cái giải pháp như là chữ ký số từ xa để giúp cho người dân, giúp cho các cái doanh nghiệp có thể tiết kiệm tối ưu được cái chi phí, không cần phải in ấn, không cần phải chờ đợi, mà hoàn toàn có thể thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái giao dịch trên cái môi trường điện tử một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như là tạo cho người dân những cái thói quen về quản lý thu chi trên cái hệ thống là sổ thu chi của Visa. Ở góc độ về lĩnh vực giáo dục thì như Visa cũng cung cấp những cái ứng dụng về quản lý thu không dùng tiền mặt thông qua cái ứng dụng để trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường, với giáo viên. Ở góc độ về kinh tế số thì Visa cũng là đơn vị mà bây giờ chúng tôi không còn cung cấp các phần mềm, và chúng tôi cung cấp những cái giải pháp nền tảng số Make in xuất sắc ở Việt Nam, như là cái nền tảng về quản trị doanh nghiệp hợp nhất để một doanh nghiệp nhưng mà có thể quản lý đầy đủ các cái nghiệp vụ ở trong doanh nghiệp, thì điều này giúp nâng cao được cái năng suất và hiệu quả của cái doanh nghiệp. Hay là chúng tôi phát triển cái nền tảng về kế toán dịch vụ, nó giống như là một cái Uber Grab cho nghề kế toán, để kết nối hơn 1.000 các cái tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán, đại lý thuế để hỗ trợ, và hiện nay có khoảng trên hơn 20.000 các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh đã tham gia vào cái nền tảng này với những cái chi phí mà khi sử dụng thực sự là rất là tối ưu, chỉ có 1 đến 2 triệu để sử dụng dịch vụ, hay là 200.000 để dùng một cái một tháng cho một cái dịch vụ về công nghệ số. Thì cái điều này nó cũng sẽ giải quyết cái bài toán mong muốn của chính phủ, đó là 5 triệu hộ kinh doanh có thể phát triển lên doanh nghiệp thì hoàn toàn là nhờ công nghệ có thể giải quyết được. Hay là chúng tôi phát triển một cái nền tảng Visa là doanh nghiệp công nghệ, nhưng không phải là cung cấp các cái dịch vụ về tín dụng, mà Visa phát triển ra nền tảng kết nối vốn vay để các tổ chức tín dụng như là các ngân hàng lớn có thể tiếp cận được các cái khách hàng dùng các cái hóa đơn điện tử, chữ ký số Visa, và thông qua đó thì giải quyết cái vấn đề vay vốn một cách rất là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và rất là hiệu quả. Thì đấy là những cái giải pháp mà Visa là một doanh nghiệp công nghệ tạo ra những cái sản phẩm make in và giải quyết các bài toán của Việt Nam. Hay là góc độ về chính phủ số thì với cái số lượng mà 70.000 các cái đơn vị hành chính sự nghiệp xã phường hay 20.000 các trường học đã sử dụng, thì điều này hoàn toàn là có sẵn được các cái dữ liệu, mà như Thủ tướng Chính phủ nói, bây giờ bài toán về dữ liệu là điều quan trọng nhất. Thì nếu như các cơ quan bộ ban ngành mà có thể sử dụng được cái nguồn dữ liệu này ở trong dân, ở trong các đơn vị, ở tại chính thông qua các thế mạnh của doanh nghiệp công nghệ như Visa, thì hoàn toàn có thể có được cái dữ liệu
phục vụ cho công tác điều hành của các cơ quan nhà nước và của chính phủ. Đấy, đó là những cái điều mà MISA cũng mong muốn. Và với cái tinh thần như vậy thì MISA cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các nguồn lực, giải pháp nền tảng số và đáp ứng được các yêu cầu để từ đó mà phục vụ được cho sự phát triển của đất nước cũng như là sự phát triển của các doanh nghiệp và mang lại cái điều ấm no hạnh phúc cho người dân. Thì một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và các bộ ban ngành đã tạo điều kiện để cho doanh nghiệp công nghệ như MISA có cơ hội được nói lên tiếng nói của mình trong cái chương trình gặp mặt doanh nhân ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.